Hai, chào cả nhà đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì cách đây vài ngày thì Thi Lê có nhận được một cái đoạn clip ngắn của một người đàn ông thường xuyên mua bán những bé chó rồi giao cho lò mổ cả nhà. Thì cách đây vài ngày Thi Lê có nhận được một cái đoạn clip ngắn thì người đàn ông này nói là ảnh có mua được 7 con bé chó với lại cái giá là 7.8 triệu, thì ảnh chỉ lấy tiền xăng là 200.000 thôi, là 8 triệu. Thì sau khi mà Thi Lê đăng tải cái đoạn clip ngắn lên kênh YouTube của Thi Lê thì nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền và để giải cứu các con có cơ hội sống thêm một lần thứ hai ở mái ấm nữa cả nhà. Thì thật sự thì nói về những con bé chó là mổ thì Thi Lê rất là đuối luôn cả nhà ơi. Ví dụ như cứu bé khỏe, cứu những con bé mà nó khỏe mạnh á, thì về nhà chỉ có tốn tiền vaccine, tốn tiền thuốc ve thôi, tốn tiền sổ dung thôi. Còn nếu mà thật sự trong những con bé đó mà có những con bé chó nó bị bệnh á, thì tốn tiền rất là nhiều luôn cả nhà. Đó thì hôm nay anh Sang cũng là người đàn ông gửi cái đoạn clip cho Thi Lê đã mang 7 con bé chó qua bên mái ấm của Thi Lê nè cả nhà. Thì bây giờ Thi Lê đang dẫn anh vô mái ấm nè cả nhà. Cả nhà thấy đó, cái câu chuyện này nó cứ xoay quanh hoài, nó không bao giờ kết thúc cả nhà ơi. Thật sự thì Thi Lê cũng rất là chán nản vô cùng, không biết đến khi nào mới những cái câu chuyện này nó mới kết thúc, không biết khi nào nhà nước Việt Nam mình nó mới ra cái luật mà cấm mà những người mua bán chó, những người mua bán mèo, những người mua bán động vật ăn trên cơ thể của mấy bé. Thật sự rất là tội luôn cả nhà. Thì sau khi mà Thi Lê đăng tải lên kênh YouTube của Thi Lê thì cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền mà để giải cứu các con có cơ hội sống thêm một lần thứ hai nữa. Và Thi Lê cũng sẵn tiện cái clip Thi Lê sẽ tâm sự cho cả nhà biết luôn. Thì bây giờ đó, vật giá leo thang thì kinh tế nó suy thoái, cái gì cũng lên giá hết trơn, xăng dầu gạo thóc tất cả đồ ăn đều lên giá. Thì Thi Lê cũng mong muốn tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân thương thì ủng hộ cho Thi Lê số tiền mà để Thi Lê có thể chích ngừa vaccine, sổ dung, rồi mua thuốc ve, rồi mua gạo, rồi mua thóc. Trời ơi, nhiều thứ lắm cả nhà ơi. Những con chó mà ví dụ như nó khỏe mạnh không nói, trong đó mà có ốm đau thôi, ghẻ lỡ thôi là tốn tiền, biết bao nhiêu là tiền. Thôi vậy anh Man bỏ xuống cho em đi. Tiền bạc thì em sẽ chuyển khoản cho anh nha. Nghe không? Rồi. Là 7.8 triệu anh mua đúng giá 7.8 triệu luôn hả? Đúng rồi. Thiệt không? Không bao giờ nói sai đâu vì là anh Sang chỉ lấy tiền xăng 200.000 thôi đó cả nhà. Muốn cứu nó thì không có. Thì anh Sang này nói chung ảnh mua bao nhiêu không biết, nhưng mà theo cái cách ảnh nói chuyện thì Thi Lê nghĩ chắc ảnh sẽ mua đúng giá là 7.8 triệu, anh chỉ lấy tiền xăng 200.000 thôi. Đó. Thì anh có cái tâm để mong có người cứu đến là có cái tâm là anh cũng mừng. Không có muốn để mang về nên mà thiệt với tội nghiệp. Anh chia ra giùm em mấy con nhỏ nhỏ cho vô chuồng, thấy không? Để cho nó dễ ăn uống, rồi cả nhà cũng biết khi mà Thi Lê giống như là mỗi bé mà lò mổ mang về mấy ấm á, là phải tách riêng để rời ra là coi có con bé nào nó bị đường ruột hay không, nó bị bệnh ký sinh trùng máu hay không, để mà nó lây nhiễm trong mấy ấm là chết luôn, mệt luôn đó. Là anh mua mấy bảy bé này ở đâu? Trên tận Long An á. Ở dưới Long An á hả? Xa lắm, mà thấy cứu là anh thấy cứu nó là anh sẵn sàng xa xôi anh cũng coi là mình là ấy để giúp nó cho nó ấy, thì không có để về người ta bằng tiền tội nghiệp anh không muốn. Dạ. Cho nên là anh kể cả anh lấy tiền xăng thôi là anh cũng sẵn lòng luôn. Dạ. Bởi vì người ta bán là anh thấy nó tội nghiệp quá, anh phải đi mua nên mua, không có để bán cho bọn kia nó bằng thịt á. Dạ. Không muốn. Trời ơi, có mấy con rồi cả nhà thấy nè. Giống như rơm rớm nước mắt vậy đó cả nhà. Tóc con này để bên kia đây này, cho nó. Ăn còn dễ thương rồi. Có em. Thì bây giờ ai biết, để coi thôi, con nào. Lớn. Bác bỏ bên đó giùm nha. Hả? Lớn mấy con lớn bỏ ở đây nè. Để chia ra dễ cho ăn. Để nó cắn nhau nữa. Rồi đúng cái đó nha. Oh.
thấy không, nhìn rõ. Còn đó cái cổ nó bị gì, siết cổ luôn. Đâu, à nó bị siết ấy cái sườn người ta. Nó sườn công nghiệp đó. Anh nên bảo bỏ sườn cho để nó siết vào. Mà anh đi rao mua bán chó này, cái người ta chủ mua hả? Chủ giống như bán hả? Ừ. Ý là anh đọc loa này nọ rồi cái chủ ra kêu hả? Ừ. Là anh này anh mua nguyên một nhà luôn hay là mấy nhà hay sao? Mấy nhà chứ đâu có một nhà đâu. Mấy nhà mới đủ được. Mấy ấy chứ. Trời ơi con. Kêu anh lên á. Thì anh thấy bảo bán cho bọn kia. Về nó mang về mần thịt nó không muốn con. Muốn cho bọn này nó mua. Trời ơi nó bị ghẻ lỡ. Dằm anh phải lên á. Con vợ anh này cho qua đây. Ừ. Có tháo cái sườn, có tháo sườn ra không? Thôi tháo xích ra luôn đi. Trời ơi đem đâu cột. Tháo qua luôn, tháo qua luôn, tháo qua luôn. Ở đây là không có cột. Rồi đây mực. Rồi. Hiền dễ sợ không? Đó. Anh Sang là anh mua bán chó lò mổ mà giờ anh cũng thay đổi rồi đó, thì cả nhà thấy. Thì nói chung thì những người mua bán chó lò mổ mà người ta quay đầu thì Lê rất là mừng. Mừng vì chúng sanh thôi, tất cả chúng sanh nó có cơ hội nó sống chứ nó không bị chết. Nhưng mà thật sự mừng thiệt, nhưng mà Lê khổ lắm cả nhà. Trời ơi mang con nào con nấy về đây khổ lắm. Mang càng nhiều khổ nhiều, mang ít khổ ít. Em nghĩ chắc con nó hiền đó. Này giữa chuồng này, đẹp không? Giữa chuồng ngay mà người ta ấy. Để người ta ấy về đây nuôi nhá, ngoan nhá, ngoan, ngoan để nuôi. Nuôi. Đồng chẳng phải công xa, thù như thế mà tôi mang đến cho người ta ấy cứu mạnh được. Nói chung là mọi sự tùy duyên hết á anh. Anh có duyên với lại mấy những con này. Mà anh biết á, tụi nó cũng là y chang như con người mình thôi. Đôi khi á, cái kiếp trước nó gây ra nhiều tội ác thì giờ nó mới đọa vào cái thân xuất sanh thôi. Nhiều khi những con chó này là nhiều khi á, em nói thiệt nha, ông bà thân bằng quyến thuộc của mình đầu thai lên không á, chứ không phải con chó đâu. Đúng rồi. Cho bên đây. Cho nhỏ quá. Ở đây nuôi cho nó nuôi ngoan. Này giống hai anh em quá ha. Giống hai anh em đi trang quá. À, nhưng chó đen nó với hang này giống nè My. Giống ba anh em á. Nhà nó nuôi cơm nấu sẵn rồi kìa. Cơm đồ ăn các thứ này nó mua quá trời kìa. Ở đây là không có đói. Ở đây là lúc nào cũng có đồ ăn hết trơn á. Cảm ơn nhá. Đấy. Mấy em để ở đây nhá, người ta chăm sóc nhá. Thế tao cũng hạ dạ hạ lương tâm. Ồ, sai dễ thương kìa. Rồi, thì bây giờ là đúng 8 triệu em chuyển khoản cho anh nha. Ờ. Ờ, cứ không chuyển khoản cho anh.